Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục xây dựng Đảng tuần này. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nguyên Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy xã Thể dục huyện Nguyên Bình đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình nghị quyết, chỉ thị thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ sở, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp đề ra. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thể dục đã quán triệt triển khai các nội dung nghị quyết, 3 chương trình trọng tâm và 3 kế hoạch của tỉnh ủy. Nhiệm vụ đột phá và 3 chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Xây dựng 2 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội bao gồm chương trình số 04 CTRDU ngày 18 tháng 11 năm 2020 phát triển kinh tế cây trúc xào giai đoạn 2020-2025. Chương trình đột phá số 05 CTRDU ngày 18 tháng 11 năm 2020 nuôi châu bò vỗ béo giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với tập thể cấp ủy và từng ủy viên, xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy tính chủ động sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức điều hành các hoạt động xây dựng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập các nghị quyết chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên, cấp ủy viên, nâng cao chất lượng và tính khả thi của các nghị quyết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tập trung triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm của xã, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nổi bật về phát triển kinh tế, nhận thấy lợi thế về phát triển các loại cây ăn quả, người dân đã chủ động liên hệ tìm giống đem vào trồng và từng bước nhân rộng khi thấy hiệu quả. Hiện nay bên cạnh các loại cây trồng chính như ngô, lúa, nhân dân trong xã tập trung phát triển cây mía, các loại cây ăn quả như lê, dưa hấu, dưa lê. Đang trong vụ thu hoạch dưa hấu, anh Lê Quang Giáp cho biết, thời gian gần đây, gia đình anh chuyển đổi một số loại cây truyền thống sang trồng cây dưa hấu. Nhận thấy thổ nhưỡng khí hậu phù hợp, cây ra quả ngon ngọt, được thị trường ưa chuộng. Từ 1.000 m2 đất ban đầu, sau 2 năm, gia đình anh mở rộng gấp đôi diện tích. Tuy chưa nhiều, nhưng nhờ sự chủ động mạnh dạn, cây ăn quả đã đem lại thu nhập cho gia đình. Với cái điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của đất bản nùng, thể dục ấy, thì là trồng mía những năm trước đây, trồng mía tôi cảm thấy là ngọt. Và tôi suy đoán ra rằng là từ nhân dân ở Ba Bể, Bắc Cạn ấy, là lên bán dưa ở đây, thì tôi nghĩ là cũng là phù hợp với đất trồng dưa hấu. Nên là tôi đã liên hệ với, tìm mối liên hệ mua giống ở Ba Bể, Bắc Cạn lên về trồng thử. Năm đầu thì tôi thấy trồng là ăn cảm thấy là ngọt và thời gian sinh trưởng là cũng là tương đối ngắn, chăm sóc thì tương đối là dễ hơn những cây trồng khác. Nên là 3-4 năm nay thì gia đình tôi cũng phát triển cái dưa hấu. Hiệu quả thì đối với tổng khoảng là 1.000 m2 thì thu nhập thì được tầm khoảng 1 tấn, tấn hơn này. Với quy ra tiền thì cũng được tầm khoảng 10 đến 20 triệu. Tương đối là ổn định. Tuy nhiên thì rằng là cái khó ở chỗ là nếu mà trồng nếu mưa nhiều ấy thì cũng chăm sóc cũng khá vất. Với lại cái quy trình ở trồng ở đây thì là dưa hấu đây là gần như là dưa hấu sạch. Tại vì ở đây chúng tôi trồng thì toàn là bán phân chuồng thôi. Với cái thời gian sinh trưởng ngắn nên là cũng ít khi sử dụng
thuốc trừ sâu để mà phun. Với cái dưa hấu này thì là nếu mà đúng theo thời tiết mà ủng hộ thì là được 65 ngày đến 70 ngày là được thu hoạch. Còn nếu mà thời tiết mà lạnh một chút thì có thể là hơn 15 ngày này. Thì là quả ngọt nhiều nước ra thị trường bán chủ yếu là bán ở chợ. Tuy nhiên thì là cũng người dân ở đây thì cũng mang ra thành phố để mà giao cho cửa hàng Hoa Quả Sạch, nhưng mà tuy nhiên thì số lượng lại rất ít. Nên là cũng dân ở đây thì chưa trồng lại trà. Nên là chỉ được cung cấp là trên chợ Nguyên Bình thôi. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình trọng tâm về nuôi trâu bò vỗ béo giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trâu bò vỗ béo. Năm 2021, toàn xã có 39 con trên 14 hộ nuôi, đạt 114,7% so với chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã giao. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, tổng đàn trâu bò giảm do đầu ra không ổn định. Xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chăn nuôi lợn, gia cầm để tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Là một trong những đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình, khoảng 3 năm trở lại đây, gia đình chị Lãnh Thị Thuyến, xóm Bản Nùng đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn thịt. Hiện nay trong chuồng thường xuyên duy trì số lượng khoảng 50-100 con, mỗi năm xuất bán 3 lứa, nuôi gối nhau, cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng một năm sau khi trừ chi phí. Trước đây tôi cũng dần thôi, nuôi 5-6 con thế này. Xong rồi dần có vốn thì mới nuôi được nhiều. Nhưng đến năm ngoái là tôi nuôi được 50 con. Năm nay là tôi chuyển nuôi thêm nữa. Làm xem chuồng hoặc là sẽ nuôi thêm. Là đợt này là 100 con. Nhưng năm ngoái nuôi thì cũng thấy khá được. Thì năm nay là tôi tiếp tục nuôi. Thì là nuôi lợn. Bây giờ không nói là nuôi gì làm gì nữa. Ruộng cả làm nữa, trồng ít ngô về để nuôi lợn không thôi. Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm chú trọng tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Vai trò giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng thiết thực. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, các chi bộ đã bám sát các nội dung kế hoạch, chương trình trọng tâm từng tháng, quý, năm, triển khai thực hiện trong chi bộ, trong đó phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các đảng viên, phân công trách nhiệm cho từng đảng viên phụ trách các hộ, nhóm hộ, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch từng năm. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng tôi đảng viên chúng tôi đã vận động các đảng viên gương mẫu đi đầu. Trong quá trình triển khai các đảng viên, trong đảng viên gương mẫu đi đầu của các đảng viên đã tự lực tự cường vươn lên, phấn đấu vươn lên để chuyển đổi các loại cây trồng cho phù hợp với chuyển đổi địa phương. Và trong bên cạnh đó, các đảng viên cũng đã làm được thì cũng tuyên truyền cho các bà con nhân dân làm theo, thực hiện theo cây nào nuôi, cây nào nuôi con nào mà trồng cây gì làm sao mà đạt được hiệu quả cao nhất. Từ đó thì bà con, đời sống của bà con được nâng cao hơn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp đúng lịch thời vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất cho năng suất chất lượng ngày càng cao. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2020 đạt 1.334 tấn, đến năm 2022 đạt trên 1.685 tấn, bằng 123,3% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 140,4% kế hoạch so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Diện tích trồng mía bình quân hàng năm đạt 17,35 ha trên 16 ha, bằng 108,4% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng diện tích vườn trúc rào trên địa bàn đến tháng 5 năm 2023 là 204,22 ha, tăng thêm 17,98 ha, đạt 109,6% so với chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã giao. Số lượng trúc khai thác trên địa bàn bán ra thị trường là 204 xe với số tiền trên 1 tỷ 150 triệu đồng. Diện tích trồng cỏ chăn nuôi tăng thêm 3,3 ha, đạt 241,4% so với kế hoạch năm đề ra.
Tổng diện tích cỏ chăn nuôi đến tháng 5 năm 2023 đạt 15,4 ha. Tính đến thời điểm hiện tại, xã đạt 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo thôn xóm không ngừng đổi mới, khang trang. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch so với mục tiêu nghị quyết. Một số chỉ tiêu đạt khá như phát triển đảng, kiểm tra, giám sát, triển khai nghị quyết, sản xuất nông lâm nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy xã thì đã tổ chức quán triệt học tập và đi đôi với việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết, các chương trình trọng tâm của tỉnh, của huyện, của xã và một cách nghiêm túc và hiệu quả. Và trong nhiệm kỳ thì đảng ủy đã bám sát các nghị quyết để xây dựng cái chương trình hoạt động để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và trong nhiệm kỳ thì Đảng ủy xã Thể Dục thì đã xây dựng hai cái chương trình trọng tâm là chương trình phát triển kinh tế cây trúc xào và chương trình đột phá nuôi trâu bò vỗ béo. Thì ngoài hai cái chương trình này thì Đảng ủy còn chỉ đạo cho các chi bộ, chỉ đạo cho nhân dân là phát triển những cái cây nó phù hợp với lại kinh tế điều kiện địa phương, đấy như là cây lê vàng bản địa và cây dưa hấu và cây mía đấy. Và trong quá trình thực hiện thì cũng được sự chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy và đảng ủy và các chi bộ cũng đã chỉ đạo trực tiếp và nhân dân đồng tình ủng hộ. Và đến thời điểm bây giờ thì kinh tế của xã Thể Dục cũng cơ bản phát triển để đời sống nhân dân được ổn định và hộ nghèo thì giảm hơn so với đầu nhiệm kỳ, và bây giờ còn có 22% là hộ nghèo thôi. Đấy, do vậy là trong cái thời gian tới thì đảng ủy cũng tiếp tục chỉ đạo các chương trình, các chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Có thể khẳng định trong thời gian qua, Đảng ủy xã Thể Dục đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, có sự tập trung và quyết tâm cao của cấp ủy, các ban ngành đoàn thể và chi ủy chi bộ. Việc cụ thể hóa và triển khai các văn bản của tỉnh ủy, huyện ủy thực hiện đầy đủ kịp thời, trong đó chủ động, đổi mới và linh hoạt trong lãnh chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa trong nông lâm nghiệp, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyên mục xây dựng Đảng tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.